Tập khí phiền não chúng sanh rất nặng Phật dùng vô số phương tiện để giúp đỡ Người nặng lòng tham dục Phật dạy họ quan Pháp bất tịnh Khiến dục vọng giảm xuống Giảng luật đạo luân hồi cho quý vị Giảng nhân quả báo ứng cho quý vị Nói về chân tướng sự thực Lòng tham của quý vị sẽ ngưng lại Mong được giàu sang Đức Phật dạy bộ thi của cải sẽ được giàu sang những gì không làm mà có đều có đủ trong số phận của bạn số ta không có thì sẽ không có được không phải của ta trong số không có của cải này mà ta có được tài sản đó sẽ ép bạn đến chết nếu không bệnh hoạn ta sẽ gặp tai họa trong số không có những của cải do cướp đoạt mà có vẫn do số mạng ta có số không có cướp cũng mất khi cướp được tai nạn sẽ kéo đến những việc này là có thực không phải giả trong số đã có cần gì phải dùng những thủ đoạn thấp hèn đó thủ đoạn thấp hẹn không những khiến của cải trong số của ta giảm bước hao mòn mà còn kéo theo tai họa địa vị cũng như thế những chuyện này chúng ta đã tận mắt nhìn thấy số chúng ta chỉ có địa vị cao ngang đó leo lên thêm không phải số mạng ta có kết quả khi đạt đến được địa vị đó tuổi thọ cũng vừa hết tôi đã gặp chuyện này có một thiếu tướng được thăng lên trung tướng đó là chuyện vui nhưng chuyện này chưa công bố việc thăng lên trung tướng được cấp trên phi chuẩn ông được thăng trung tướng vẫn chưa công bố nhưng tin đã lọt ra ngoài bạn bè ông chúc mừng ông cũng tổ chức buổi tiệc mời tất cả mọi người khi uống rượu ông chết ngay trong bàn tiệc mọi người đều chứng kiến chuyện này mọi người nhìn thấy hiện tượng này ông ta không có số đó mạng ông chỉ có một khắc tin hai khắc tinh sẽ đè ông ta chết ngay đó là gì đó là do vui quá nên chết chết vì vui vui quá cũng có thể chết đây là chuyện tôi tận mắt chứng kiến lời người xưa không sai rằng cuộc đời đều do số mạng không một chút do người bạn cần gì tranh giành nếu thật sự mong cầu thì phải tích lũy công đức những gì có được là thật tại sao đây là trả ơn Quý vị làm nhiều việc tốt Trời đất trả ơn quý vị Để vị được nâng lên Của cải không ngừng tăng thêm Đây là cái giá Bạn được đền đáp Trong Phật Pháp nói Công đức quý vị bỏ ra nên có Trong Thế Pháp nhờ quý vị tạo ra phước đức nên có những địa vị và của cải đó nên có thể nắm giữ được Nếu không phải dùng thủ đoạn thấp hèn để có được Nên biết số bạn có nhiều hơn thế Tại sao hao mòn giảm bước quý vị vẫn nhận nhiều như thế Xong khi hưởng hết phước tai quả ập đến ngay thiện có thiện quả ác có ác báo không phải không báo chỉ chưa đến lúc khi quá đáng quả báo lập tức ập đến đây là những chuyện nhãn tiền chỉ cần lưu ý sẽ thấy được. Cần gì khổ thế? Khi chúng ta hiểu được, thấy được chân tướng sự thật, cầu cũng được, không cầu cũng được. Không cầu có khi còn nhiều hơn. Khi không cầu tiếng thơm lợi dưỡng Người đó sẽ rất khỏe mạnh sống lâu Phiền não nhẹ trí tuệ tăng chắc chắn Đời sống càng thoải mái Pháp hỷ sung mãn Cái họ vui không phải địa vị cao Không phải giàu có Không phải những thứ đó Niềm vui của họ là gì? Ít phiền não mỗi ngày mỗi ít đi ít lo nghĩ ít ưu tư hoàn toàn sáng tỏ giác ngộ cuộc sống những người này rất tự tại bởi thì việc dạy học của phật do người mà khác nhau do thời do nơi do việc khác nhau mà những điều phật dạy sẽ khác nhau người nóng nảy dạy cho họ tu tâm từ bi người ngu si dạy họ thi nhân quả dạy họ tất cả pháp không tách rời nhân duyên dần dần trí huệ của họ lớn lên bởi thì phật giảng kinh thuyết pháp là tùy cơ dạy dỗ không nói pháp nào nhất định bài trước chúng ta đã học Người căn cơ thành thục, Nếu Phật kéo họ một cái Chắc chắn không bỏ được Chỉ giúp họ nâng lên Từ nhân thiên đưa họ lên tiểu thừa Từ tiểu thừa nâng lên đại thừa Đại thừa nâng lên nhất thừa người có nhân duyên giữ tịnh tông đấy là nhân duyên đặc biệt niệm phật sinh tây phương họ sẽ thành phật bởi thế đệ nhất nghĩa tất đàn niệm phật là đệ nhất nghĩa cứu cánh tại sao ngay trong đời này chắc chắn sẽ thành phật không có gì không thành tựu giảng sinh thế giới cực lạc cho dù cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm quý vị cũng có thể làm phật điện thế giới cực lạc thời gian làm phật dài hơn một tí thế giới cực lạc thỏa mãn vô lượng thời gian dài hơn một ngày ngắn hơn một ngày có liên can gì Bởi thì mới nói không có gì không thành tựu, gọi là Phật pháp thành tựu ngay trong đời này, pháp môn niệm Phật tịnh tâm thành tựu ngay trong đời này. Quan trọng là chân tín